Và bây giờ là một số tin liên quan đến Việt Nam, lại nóng lên nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tin từ tờ BBC. Các ca nhiễm mới được phát hiện trong khi tình trạng người nước ngoài nhập cảnh chui lậu chưa thể kiểm soát khiến tình hình chống dịch ở Việt Nam thêm phức tạp. Ngay trong sáng ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gửi công điện tới các bộ ngành liên quan về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, theo tờ Vietnamnet đưa tin. Ông Chính phê bình một loạt tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa do lơ là trong chống dịch, đồng thời yêu cầu chấn chỉnh tình trạng không tuân thủ các quy định của Bộ Y tế. Các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Vĩnh Phúc, một bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên nghi nhiễm COVID-19 liên quan dịch tễ tới ổ dịch quán bar Sunny, thành phố Phúc Yên. Vị bác sĩ này chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh, cách ly. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đang tiếp nhận cách ly y tế 54 trường hợp F1 của các bệnh nhân COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở quán bar Sunny. Ổ dịch này khởi phát do đoàn chuyên gia Trung Quốc từng ghé đến vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Một chuyên gia trong số này được ngành y tế Trung Quốc phát hiện là dương tính với SARS-CoV-2 khi, ngay khi về nước hồi cuối tháng 4. Riêng trong chiều ngày 2 tháng 5, Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19 đều là nhân viên của quán karaoke Sunny thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc, đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện tại các bệnh nhân này được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tại Hà Nam, thêm 2 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số người có xét nghiệm dương tính tại Hà Nam từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 14 ca, theo tờ Tuổi Trẻ. Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép Trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Công an phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội. Những người này đang trú tại một chung cư ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những người nhập cảnh trái phép này đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội số 89 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm. Trong một diễn biến khác, hai người Trung Quốc đã trốn khỏi khu cách ly trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 2 tháng 5, vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy, theo tờ báo Tuổi Trẻ cho hay. Hai người này nằm trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung ở Củ Chi cách đây 5 ngày. Huyện Củ Chi đã huy động lực lượng công an huyện xã, các tổ chức dân phố truy lùng các nhà trọ, các điểm lưu trú suốt đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 18 giờ ngày 3 tháng 5 sẽ tạm dừng hoạt động massage, sông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử theo tờ tuổi trẻ đưa tin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị tất cả các thủ trưởng các đơn vị nhà máy, trường học yêu cầu người lao động, học sinh sinh viên ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua. Ông Phong cũng đề nghị tạm dừng các hoạt động hội thảo, hội nghị chưa cấp bách, nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô số lượng người tham dự. Tại Hà Nội, ngay trong ngày 3 tháng 5, chính quyền ra công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống, đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, theo Vietnamnet. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu từ 17 giờ ngày 3 tháng 5 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích cơ sở tôn giáo. Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét giữa khách ăn hoặc có tấm trắng giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Nếu không đáp ứng đầy đủ các quy định này thì phải tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Những người đi du lịch kỳ nghỉ 30 tháng 4 khi quay trở lại thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR code. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 theo tờ tuổi trẻ. Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phúc Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp. Rạng sáng ngày 3 tháng 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiếp nhận 309 người thực hiện cách ly y tế. Đa phần đều là những người có liên quan đến quán bar Sunny và spa massage Hoa Sen trên địa bàn thành phố Phúc Yên và Vĩnh Yên. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin thì lại có thông tin bất lợi cho VinFast khi hãng này sắp kinh doanh ở Mỹ. Một chủ kênh YouTube ở Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 đã đăng nhiều video liệt kê các lỗi trên một xe VinFast. Xong, hãng xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bác bỏ và cáo buộc người chủ xe này đưa ra thông tin sai sự thật. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận việc giữa lúc Reuters đưa tin rằng VinFast đang xây dựng đội ngũ kinh doanh ở Mỹ để bắt đầu hoạt động từ năm sau năm 2022. Theo tìm hiểu của VOA, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube mang tên Gogo TV, có hơn 450.000 người theo dõi, đăng liên tiếp các clip trong đó ông nêu ra 10 vấn đề trên một chiếc VinFast Lux A2.0 mà ông đang sở hữu. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Ông nói tính đến nay mình chạy xe được 8.000 km, mình đi sửa đi bảo hành hết 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của bốn bánh xe. Lỗi thứ hai là cần gạt mưa tự động gạt khi mình đề máy lên và tất cả các phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe, chức năng sạc không dây này coi như bỏ đi. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình, cruise control, là có lúc xài được, có lúc không xài được. Một lỗi khác, một loạt các cái lỗi khác, ông Hoàng nêu ra trong cùng video, bao gồm những tiếng kêu lạ lạ trong bốn cánh cửa và khi đạp thắng, thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số, động cơ, tấm che nắp bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn do các cửa có vấn đề, vân vân. Đáp lại hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0 gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng. Trang VinFast Việt Nam nói thêm rằng mặc dù ông Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip liên quan nhưng hãng đã lưu đầy đủ bằng chứng và tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết. Trong khi khẳng định rằng VinFast luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng, hãng xe Việt cũng nhấn mạnh trên trang Facebook của mình rằng họ kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi mà họ gọi là sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình, một bài đăng trên kênh Google TV của ông Trần Văn Hoàng. Trong đó, ông viết rằng, mình sẽ có thể bị kiện và sự việc đang rất nghiêm trọng. Hiện tại bây giờ, mình phải ký một biên bản mà không như ý mình mong muốn. Ông Hoàng cũng đề nghị mọi người giúp đỡ bằng cách cho ông gấp số điện thoại của luật sư. VOA đã liên lạc với ông Hoàng để tìm hiểu xem ông đang phải chịu sức ép gì không từ phía VinFast và hai bên đang giải quyết vụ việc ra sao. Xong ông Hoàng chỉ nói ngắn gọn, hiện tại tôi chưa muốn làm việc với báo chí, để tôi làm việc về vấn đề này cho rõ ràng, tôi có hướng rồi, tôi làm việc với báo chí sau nhé. Hiện tại tôi muốn xử lý riêng đối với bên VinFast, xong xuôi hết tôi mới làm việc này về mặt cộng đồng. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông bà Nguyễn Đình Bổn, Phương Ngô và các diễn đàn có đông thành viên như Góc nhìn báo chí, Công dân đều chỉ trích cách xử lý truyền thông của VinFast sau khi ông Trần Văn Hoàng đăng các video. Những người chỉ trích cho rằng, nếu xe bị hỏng thật, và người tiêu dùng nêu ra các lỗi thì hãng phải bảo hành và phải xin lỗi người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng vu khống bịa đặt, hãng hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Trong quan điểm của những người chỉ trích, việc hãng bắt công an về ông Hoàng để lực lượng của nhà nước làm việc với ông bị xem là một cách xử lý hèn hoặc quá tầm thường. Một facebooker có tên Thiện Nguyễn cho rằng cách nói trịch thượng hâm dọa người tiêu dùng với thái độ bề trên theo kiểu có nhiều tiền, nhiều quan hệ của VinFast là một điều đốn mặt trong khi đó facebooker quách mạnh hào một giảng viên về ngân hàng tài chính tại đại học lincoln ở anh nhận định với tư cách một người phân tích rằng dường như vinfast đi nước cờ sai khi tố cáo công an về người chủ xe đăng các video đánh giá chất lượng xe việt nam chuyện này là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ nhưng phương tây thì không nhỏ toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên vấn đề là vinfast đang muốn phát hành cổ phiếu lần đầu tại phương Tây nên vụ phát hành này chắc là sẽ bị ảnh hưởng. Định giá 50 tỷ đô vốn đã quá cao cho ngành sản xuất xe hơi, thêm vấn đề về đạo đức này nữa thì chỉ cần một bài báo tiếng Anh tường thuật lại vụ việc đăng lên mấy diễn đàn kiểu như Reddit thì thôi coi như chắc xong. Ông hào viết trên trang cá nhân Hãng tin Reuters đưa tin vào hôm 30 tháng 4 rằng VinFast đang đặt cược lớn vào việc kinh doanh ở Bắc Mỹ và châu Âu từ năm 2022 và nữ tổng giám đốc của hãng này là bà Nguyễn Thị Vân Anh sẽ tới Mỹ trong tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch này. Hiện đang có 100 người làm việc cho VinFast ở Mỹ, theo hãng tin Reuters. Vụ việc của chủ xe Trần Văn Hoàng đang gây xôn xao dư luận hiện nay là một thông tin bất lợi nữa cho VinFast khi mà cách đây chưa lâu sau khi VinFast phải đối phó với vụ vụ mạng xã hội và báo chí đưa tin về một loạt của xe này bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam hồi tháng 2. Khi đó, một số chuyên gia ô tô đã lên tiếng trấn an dư luận rằng sự cố rụng bánh, gãy càng là do có va chạm giữa xe với các vật cản, không phải do vấn đề về vật liệu hay quy trình lắp ráp. Nhưng trên mạng xã hội vẫn có nhiều người bày tỏ bán tín bán nghi. Trước đó còn có một vài vụ cháy xe VinFast hoặc xe chết máy giữa đường phải dùng xe cứu hộ đưa đi cũng gây ồn ào trên mạng xã hội. Năm ngoái, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 30.000 xe, nhờ đó giành vị trí là hãng xe lớn thứ năm ở Việt Nam thưa quý vị theo cá nhân anh chi thì việc sản phẩm việt nam vươn ra thị trường thế giới nhất là thị trường mỹ hoặc liên âu là một tin vui sản phẩm việt nam sẽ có dịp được cọ sát với các định chế tài chính và kinh tế của thị trường tự do điều này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bạn làm tốt thì bạn sẽ được phần thưởng xứng đáng bạn làm sai bạn sẽ gánh chịu mọi hậu quả theo luật lệ bình đẳng sẽ làm quen dần với việc quên đi các hình thức chèn ép người tiêu dùng việt nam hoặc lũng đoạn mượn tay chính quyền đàn áp người tiêu dùng việt nam anh chi chúc họ thành công